chiến sự Trung Đông, tình hình Israel và Hezbollah leo thang cực kỳ nghiêm trọng, các nước kêu gọi ngừng bắn. Israel tấn công dữ dội vào Liban, Hezbollah phóng hàng trăm tên lửa đáp trả. Sáng sớm ngày 25 tháng 8, cuộc đụng độ lớn nhất giữa Israel và Hezbollah trong hơn 10 tháng xung đột xuyên biên giới đã xảy ra. Lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết hơn 100 máy bay chiến đấu của không quân nước này đã tấn công phủ đầu hàng nghìn mục tiêu của lực lượng Hezbollah ở Liban trong sáng ngày 25 tháng 8, đánh dấu cuộc tấn công quy mô lớn chưa từng có của Israel vào quốc gia láng giềng kể từ sau cuộc chiến mùa hè năm 2006. Tại cuộc họp bất thường nội các an ninh Israel tại Tel Aviv, Thủ tướng Benjamin Netanyahu khẳng định chiến dịch tấn công phủ đầu vào Liban được phát động sau khi IDF nhận thấy Hezbollah đang chuẩn bị cho cuộc tấn công quy mô lớn vào Israel. Ông Netanyahu nêu rõ Israel đang tiếp tục thực hiện nguyên tắc đơn giản là bất kỳ ai làm hại chúng tôi sẽ đáp trả lại tương xứng. Hezbollah đã đáp trả bằng việc bắn hàng trăm quả tên lửa về khu vực phía Bắc và miền Trung Israel. Một tuyên bố công bố trưa nay của Hezbollah khẳng định chiến dịch tập kích tên lửa vào Israel nhằm báo thù vụ Israel ám sát thủ lĩnh quân sự Fuad Shukr hồi cuối tháng 7. Theo đó, Hezbollah đã phóng 320 quả tên lửa tấn công nhiều mục tiêu quan trọng tại Israel, trong đó có hai cơ sở quân sự ở miền Trung Israel. Tuyên bố của Hezbollah cũng đề ngỏ khả năng nhóm này có thể phát động cuộc tấn công tiếp theo vào Israel trong ngày 26 tháng 8. Sau đợt không kích vào hôm qua, IDF cho biết Israel chịu rất ít thiệt hại từ các cuộc tấn công bằng tên lửa của Hezbollah. Chúng tôi vẫn đang trong quá trình đánh giá tình hình hậu quả của cuộc tấn công, nhưng tôi có thể nói với các bạn rằng chỉ có một chút thiệt hại, rất ít thiệt hại. Phát ngôn viên quân đội Israel, Trung tá Nadav Sosani cho biết. Hezbollah cũng cho biết họ đã nhắm vào một mục tiêu quân sự đặc biệt đã xác định, cũng như các bệ pháo Iron Dome của Israel và nhiều địa điểm khác, đồng thời tuyên bố rằng các cuộc không kích phủ đầu của Israel không ảnh hưởng đến họ. Các nước kêu gọi hạ nhiệt sau cuộc đụng độ lớn giữa Israel và Hezbollah. Ngay sau cuộc tấn công quy mô lớn xảy ra vào ngày 25 tháng 8 giữa Israel và Hezbollah, Liên Hợp Quốc, Liban và Ai Cập đã ra tuyên bố kêu gọi các bên kiềm chế không làm tình hình leo thang hơn nữa. Văn phòng điều phối đặc biệt của Liên Hợp Quốc tại Liban và lực lượng lâm thời của Liên Hợp Quốc tại Liban mô tả các cuộc tấn công là những diễn biến đáng lo ngại, kêu gọi Israel và Hezbollah ngừng bắn và kiềm chế các hoạt động làm tình hình leo thang hơn nữa, yêu cầu các bên tuân thủ nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để được thông qua nhằm giải quyết xung đột giữa Israel và Hezbollah vào năm 2006. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Ai Cập tuyên bố nước này đã cảnh báo về những nguy cơ khi xung đột Israel-Hezbollah leo thang và kêu gọi sự ổn định cho Liban trước những diễn biến nguy hiểm mới nhất. Thủ tướng Israel tuyên bố giáng đòn bất ngờ, nghiền nát Hezbollah. Thủ tướng Benjamin Netanyahu cảnh báo Israel sẽ không dừng lại sau các cuộc không kích nhằm vào lực lượng Hezbollah ở Liban vào ngày 25 tháng 8 vừa qua. Chúng tôi đang giáng những đòn đánh bất ngờ và nghiền nát Hezbollah. Đây là bước tiến hướng tới việc thay đổi tình hình ở phía Bắc và đưa người dân trở về nhà an toàn. Tôi xin nhắc lại, đây chưa phải là dấu chấm hết. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói, nhà lãnh đạo Israel thông tin thêm, quân đội nước này đã phá hủy hàng nghìn tên lửa tầm ngắm, tất cả đều nhằm mục đích gây hại cho dân thường và lực lượng ở Galilee. Hamas tố Israel thay đổi điều khoản thỏa thuận ngừng bắn. Trong tình hình leo thang căng thẳng tại khu vực trước vòng đàm phán ngừng bắn mới tại Cairo, Hamas đang cáo buộc Israel thay đổi điều khoản được Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố hồi tháng 5. Sau cuộc đàm phán hồi tháng 5, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bí mật thêm một số điều kiện mới vào yêu cầu ngừng bắn của Israel và trình bày vào cuối tháng 7 với các nhà trung gian Mỹ, Ai Cập và Qatar. Theo đó, điều kiện ngừng bắn trình lên bên hòa giải có điều khoản cho phép lực lượng Israel tiếp tục kiểm soát biên giới phía nam dải Gaza. Đây là điều kiện không được nêu trong đề xuất của Israel hồi tháng 5. Lực lượng Hamas không chỉ lo ngại về quyết định tiến hành chiếm đóng vùng biên giới phía nam, được gọi là hành lang Philadelphia của Israel, mà còn lo ngại về ý định giữ lực lượng dọc theo hành lang Netzazim do Tel Aviv đưa ra. Hành động này sẽ ngăn cản người Palestine tự do di chuyển giữa phía Bắc và phía Nam dải Gaza. Vào giữa tháng 8, Thủ tướng Netanyahu cố tình làm chệch hướng các cuộc đàm phán với lực lượng Hamas bằng cách cứng rắn hơn trong lập trường đàm phán và đổ lỗi cho Palestine về tình trạng đình trệ đàm phán. Ông Netanyahu từng nhấn mạnh rằng Israel sẽ không rời khỏi hành lang Philadelphia và hành lang Netzazim trong bất kỳ trường hợp nào. Hiện tại, số người thương vong tại dải Gaza vượt quá 40.000 người.
Theo cao ủy Liên Hợp Quốc về Nhân quyền Volker Turk, trung bình có khoảng 130 người thiệt mạng mỗi ngày ở Gaza trong 10 tháng qua.